chân đi, sen nở rộ cõi lòng. Kính lạy người bậc thầy tỉnh thức, thắp ngời lên đạo Phật dấn thân, truyền yêu thương chánh niệm xa gần, là tổ sư dòng thiền tiếp hiền. Kính lạy người bậc thầy hiểu và thương, khiến năm châu biết nương về pháp Phật, thở và cười khi gặp nhau khắp chốn, cho đường xưa mây trắng hiện pháp thân. Người nằm xuống cho tình thương sống dậy, bước chân đi sen nở rộ cõi lòng, thả một bể lâu cho ngàn sau nương nhờ, nẻo về của y ôi thành thới an bình. Người nằm xuống cho trái tim hiểu biết, an trú trong hiện tại nhiệm màu, phá si mê nóng dần khổ sâu, đưa muôn người quay về đất mẹ. Kính lạy thầy bây giờ và ở đây, từng trang kinh từng lời pháp mãi còn, kính ơn người cho con đường đi tới, hiểu và thương là ngọn đuốc soi đường. Cõi lòng thả một bể lâu cho ngàn sau nương nhờ, nẻo về của y ôi thành thới an bình. Người nằm xuống cho trái tim hiểu biết, an trú trong hiện tại nhiệm màu, phá si mê nóng dần khổ sâu, đưa muôn người quay về đất mẹ. Kính lạy thầy bây giờ và ở đây, từng trang kinh từng lời pháp mãi còn, kính ơn người cho con đường đi tới, hiểu và thương là ngọn đuốc soi đường. Hiểu và thương là ngọn đuốc soi đường. Hiểu và thương là ngọn đuốc soi đường.